Vâng ạ, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thảo Dược Cái Dao. Trong clip ngày hôm nay tôi tiếp tục xin gửi đến các bạn một cái cây thuốc, một vị thuốc không thể thiếu trong cái bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp và lại bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Những cái trường hợp bị đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay thì cái bài thuốc, cái vị thuốc hôm nay là cái vị thuốc đứng đầu bảng. Những cái trường hợp mà bị mạn tính, bị lâu dài thì chúng ta phải có cái cây thuốc này, phải có cái vị này, nó kết hợp với lại một số những cái vị khác thì nó mới đem lại cái hiệu quả cao được. Đây, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái cây thuốc này. Cây này tiếng phổ thông tôi không biết gọi là cây gì, nhưng mà tiếng địa phương chúng tôi gọi là cây tùng nhề xanh mây. Đây, lá của nó đây này. Cây này, tại vì cây này là một cái cây thân dây leo cho nên là nó rất là dai. Lá của cây nó như thế này. Cây này có hai loại, có một loại trắng và một loại đỏ. Hiện tại cái cây mà tôi đang đứng ở đây, đây là cái loại đỏ hay còn gọi là loại vàng đấy. Đấy, loại trắng nó khác. Loại trắng cái lá của nó sẽ có màu xanh đậm hơn. Còn cái loại vàng này, vàng loại đỏ này thì nó sẽ có cái màu xanh đây, xanh nhạt hơn nhá. Đây chính là cây tùng nhề xanh mây này các bạn này. Đấy. Nó đến những cái trường hợp mà bị đau lưng này, bị thoái hóa xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Đầu tiên là chúng ta phải có cái cây này đã. Đấy, chúng ta phải có cái cây này. Còn cây thứ hai nữa là một cái cây mà không thể thiếu trong cái bài thuốc cho người bị đau nhức xương khớp là cái cây móng bò. Một số nơi thì gọi cây này là cây thập chỉ hồng, tại vì là ở giữa, ở bên trong phần lõi của cái cây này có một cái dấu cộng. Đấy, có một cái dấu cộng màu đỏ. Địa phương chúng tôi ấy, các cụ hay gọi là cây này là cây bình điếm hay xị. Quay trở lại cái vấn đề mà những cái trường hợp mà bị đau nhức xương khớp, bị đau lưng, mỏi gối, bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải có cái cây cây này, cây thập chỉ hồng kết hợp với lại cây tùng nhề xanh mây ở dưới kia. Hai cây này kết hợp với lại cây gắm này, cốt toái bổ này, với lại một số những cái cây khác nữa. Ví dụ như cái cây sói rừng này, cây thiên niên kiện này, đấy một số những cây đấy. Tổng hợp lại nó phải trên 16 17 vị thuốc kết hợp lại nó mới tạo thành một cái vị thuốc hoàn chỉnh để mà điều trị cho những cái bệnh nhân mà bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng, bị thoát vị đĩa đệm. Đây này. Tôi cho các bác xem cái lá của cây này. Đây, lá của nó như thế này đây. Vâng. Đây chính là cái cây thập chỉ hồng các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi kỹ clip này. Nếu các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ cho tôi số điện thoại 0374 988 027. Và xin cảm ơn.